xây điều hòa là gì nhiều người sợ vào phòng điều hòa cũng bởi cảm giác xây điều hòa này xây điều hòa là cách nhiều người mô tả cảm giác nôn nao đau đầu chóng mặt khi bước vào phòng điều hòa đây là hiện tượng phổ biến khiến nhiều người không thể tận hưởng cảm giác mát mẻ khi sử dụng điều hòa trên thực tế xây điều hòa không phải là bệnh và cũng không có thuật ngữ y khoa nào để mô tả hiện tượng này thế nhưng theo các chuyên gia y tế những người thường xuyên bị nôn nao chóng mặt khi bước vào phòng điều hòa đều có điểm chung nhiều người có cảm giác say điều hòa là bởi họ không thích nghi được với nhiệt độ. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến các mạch máu co lại, gây tình trạng thiếu máu cục bộ ở các bộ phận như mạch máu não gây đau đầu, chóng mặt hay mạch máu của mặt gây tím tái. Yếu tố tâm lý cũng có thể dẫn tới cảm giác say điều hòa vì nhiều người bị ám ảnh sốc nhiệt trong những lần đầu sử dụng điều hòa nhiệt độ. Theo các chuyên gia, để tránh cảm giác say điều hòa trong những ngày nắng nóng, mọi người nên duy trì nhiệt độ điều hòa ở mức vừa phải, không chênh lệch quá nhiều với nhiệt độ ngoài trời nhiệt độ lý tưởng để tránh sốc nhiệt là khoảng 25-28 độ C. Bên cạnh đó, người dùng cũng nên sắp xếp phòng ốc thoáng đẳng, gọn gàng, vứt bỏ những món đồ không cần thiết trong nhà để tạo ra cảm giác thoải mái về tâm lý. Chuyên gia lưu ý các hộ gia đình nên vệ sinh điều hòa định kỳ ngày 6 tháng một lần để tránh tình trạng điều hòa có mùi hôi, mùi mốc gây buồn nôn. Điều hòa sau một thời gian sử dụng bị tích tụ bụi bẩn và chất nhờn ở dàn lạnh và lưới lọc. Những lớp chất bẩn này tích tụ lâu ngày dễ sinh nấm mốc, phả ra luồng gió có mùi hôi khó chịu.